Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 7 khóa 15 vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 với một quy định có tính cấp thiết. Theo đó, xe chở học sinh phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên học sinh trên xe. Quy định này được kỳ vọng là sẽ ngăn chặn những vụ việc tái diễn như thời gian vừa qua. Cuối tháng 5 vừa qua, Dư luận bàng hoang trước việc một cháu bé 5 tuổi ở Thái Bình tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Vụ việc nghiêm trọng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, vì sao những câu chuyện đau lòng này vẫn xảy ra? Trước đó, cả nước đã xảy ra một số vụ để quên trẻ trên xe. Thực tế cho thấy, một bộ phận người có nhiệm vụ liên quan còn thiếu trách nhiệm khi tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, nhất là dịch vụ đưa đón học sinh. Nhiều người liên quan đã bị xử lý hình sự trong quy định tại cái điều cuối cùng của khoản 3 điều 46 nó quy định rõ là không được để học sinh và trẻ mầm non trên xe khi lái xe và người quản lý đã rời đi. Thế nên là cái điều này là rất là căn bản và cốt lõi để mà nâng cao cái ý thức trách nhiệm cái, chống lại cái sự quan liêu của mọi người trong công việc. Giải pháp căn cơ để không bỏ quên học sinh trên xe là cần nâng cao ý thức trách nhiệm của tài xế cũng như người giám sát đưa đón. Tuy vậy, đây là vấn đề thuộc về nhận thức, cần thời gian và phụ thuộc vào từng đơn vị cá nhân. Trong lúc chờ sự chuyển biến, quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị cảnh báo chống bỏ quên học sinh là cách nhanh nhất, trực tiếp nhất giúp giải quyết bài toán đặt ra. Để có thêm các thiết bị cảnh báo giúp cho quá trình người lái xe các cái người mà đưa đón học sinh trên xe có thể kiểm soát được các cháu trên trên xe khi mà đưa đón cũng đi trả để đảm bảo an toàn nhất, không tránh bỏ quên như trường hợp vừa qua. Những cái xe đưa đón học sinh ở Mỹ chẳng hạn, nó có một cái thiết bị rất đơn giản nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu áp dụng sẽ rất hiệu quả ở Việt Nam chúng ta. Đó là muốn tắt máy chiếc xe đưa đón học sinh đó, thì tài xế phải đi đến cuối xe mới có thể bấm được cái nút tắt máy quy định mới về thiết bị cảnh báo chống bỏ quên học sinh trên xe đưa đón sẽ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ buộc doanh nghiệp cá nhân cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh và cả phía nhà trường phải chấp hành quy định này không chỉ bảo vệ sức khỏe tính mạng của học sinh mà còn bảo vệ chính tài xế và người giám sát đưa đón tránh tình huống lờ đãng gây hậu quả rồi phải đối mặt với vòng lao lý